Sáng nay, tại Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao An Giang tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 9 tháng 12 sắp tới, đoàn thể thao An Giang có tổng số 268 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu 19 trên 43 môn thể thao ở đại hội. Với chỉ tiêu nằm trong 10 thứ hạng đầu, để đạt được như chỉ tiêu đề ra, nhiều tháng nay, các đội thể thao ở các tuyến đã duy trì tập luyện theo kế hoạch, giáo án của bộ môn. Một số môn đã giữ những vận động viên tham gia tập huấn ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, như môn bơi lội, taekwondo, thể hình xe đạp, giúp các vận động viên được thường xuyên thi đấu cọ sát thông qua các giải giao hữu toàn quốc và giải quốc tế. Và đến thời điểm này, thì chúng tôi nhận thấy là đoàn thể thao An Giang đã tinh thần, anh em cũng như là tinh thần của các vận động viên là rất là phấn khởi, rất là háo hức và đã thể hiện được một sự nỗ lực quyết tâm cao để tham gia thi đấu đại hội lần này. Với một cái quyết tâm là tiếp tục giữ vững cái thứ hạng đứng trong top 10 toàn quốc mà nhiều kỳ đại hội An Giang đã giành được. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2018 vừa qua, đoàn thể thao An Giang xuất sắc đoạt 67 huy chương các loại, đứng thứ 6 toàn đoàn.